Xong mọi người xin chào cả nhà. Em lên sóng giới thiệu với các bác tiếp một cái chiếc máy xay hoa quả của hãng Nationa, một chiếc hàng đấu giá bên Nhật về. Cái chiếc này thì chắc là bên Nhật, người Nhật họ chưa dùng các bác nhé. Chưa dùng ạ. Đấy. Một cái chiếc máy các bác có thể vừa tính chất dùng, vừa tính chất sưu tầm. Cực đẹp luôn của hãng Nationa. Đây là những cái chiếc máy mà bên em nhập đấu giá bên Nhật, đầy đủ full cả máy ép cả cối xay sinh tố, chứ không phải là những cái hàng lô hàng bãi. Đây các bác lưu ý nhá. Còn đối với chiếc này thì theo như em kiểm tra thì nó là chưa dùng, để sản xuất tại Nhật của hãng Nationa, tình trạng mới nguyên. Mới nguyên. Đây là phần cốc sinh tố, lưỡi dao trong mới tinh thôi nhá. Cối thủy tinh rất là dày này, cối thủy tinh dày phải đến 6-7 ly. Đấy, bên trong dao mới tinh. Đấy. Bên phần đế nhận này, đế xoay nhận này cũng gần như là chưa có cái xước sát gì về về bảo là dùng cả. Đấy. Cái cối này thì nó chắc tầm khoảng theo như em nhìn khoảng 2 lít. Đấy. Đây là cái cối xay sinh tố. Nói về hình thức con này thì nó như mới tinh các bác nhé, như mới tinh luôn, vì nó chưa dùng mà hàng đấu giá bên Nhật. Tức là bên Nhật họ những cái này họ vẫn nhiều người họ dùng, họ sưu tầm lắm ạ. Đấy, vừa dùng họ vừa sưu tầm nhé, chứ không phải là đơn thuần là chỉ để dùng không đâu ạ. Đây, vào phần bên trong này. Vì sao cái này em bảo là nó chưa dùng các bác này? Đây này, các bác có thể nhìn thấy này. Đây là cái miếng nhựa lót của cái khay ép hoa quả này thì vẫn còn nguyên này, chưa bỏ ra. Đây, những cái nào bỏ ra thì đa số là dùng rồi, những cái này vẫn còn nguyên miếng nhựa này. Đây các bác có thể nhìn thấy cái đây, các bác có thể nhìn thấy cái lưới này của nó này, lưỡi dao này chưa có chuyển màu một tí nào luôn, vẫn mới tinh. Đây phần kết nối với cả máy nhôm, khối nhôm này vẫn chưa có tí một tí bụi hao mòn nào. Đây, đây phần đầu xoay này các bác nhìn vẫn mới tinh. Đây. Một chiếc máy mới tinh như chưa dùng luôn. Đấy, con này chắc là chưa dùng bên Nhật. Đấy, vẫn còn, vì vẫn còn cái lưới này mà dùng rồi thì người ta vứt cái này ngay. Gọi là rất là hiếm mới có được một cái máy này. Đây là cái phần cốc này các bạn này, cốc chứa nước ép ra nhé. Đấy. Máy cấu tạo có 4 số và một số nháy, 4 số này các bạn nhé, một số này và một số nháy, số 2 này, 3, 4, chạy khủng khiếp luôn về về độ mạnh, độ khỏe. Nó nói chung là hàng Nhật mà lại còn Nationa, cái này xoay dây. À đây, cái cối nó ghi là 900 ml đấy các bạn này. Đấy, dây 1,9 m. Kìa, tem mác đây. Mang đây các bác nhé, điện 100V này, 220W, đấy. Mới tinh, chưa động chạm bất kể một hạng mục gì, MZF, một chiếc máy phải nói là hàng hiếm, mang tính chất vừa dùng vừa trưng bày.